Mỗi lần bay đến Sin á, cái thứ phong cảnh mà mình thích ngắm nhất đó chính là ngắm những chiếc tàu ngoài khơi như thế này nè. Tại vì đây là những chiếc tàu chở hàng lênh đênh trên biển. Tại vì mình làm xuất khẩu mà, lỡ đâu đó hàng mình cũng đang trên đường đi đến đi khách thế giới thì sao? Đó là lý do mình rất là phấn khích. Đã 2 năm rồi sau đại dịch, mình mới lần đầu tiên đi nước ngoài. Tại vì thủ tục rất là khó khăn, thì sau khi đến Singapore rồi á, thì ngày đầu tiên mình phải đến văn phòng ngay lập tức. Tại vì đây là những cái đối tác của mình đã làm việc với mình suốt rất là nhiều năm, và 2 năm đại dịch mình không hề gặp họ và mình vẫn liên lạc với họ thường xuyên. Bây giờ mới được làm việc trực tiếp lại với họ nè. So this year, we do one more mall. We're going to do one more. We start now. Do one more to finish in Kempot. And then next year, we do one more shopping mall, Pattern Mall in Cambodia. Then after that, we go to Vietnam. Ok, năm nay á, thì công ty ảnh tập trung đầu tư ở bên Campuchia. Thì anh biết Sinovel không? Sinovel rất là nổi tiếng đó, Sinovel. À, thì Sinovel hình như ở Campot thì tập trung vô phần lớn ở Sinovel, là cái nơi mà nổi tiếng, cái nơi du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia. Thì ảnh cái dự án này anh đang chuẩn bị xây ở bên Campuchia. All done in factory. Our factory is still in China, but we next year we will do in Vietnam. À, mình xin giới thiệu, đây là văn phòng của anh Andy, tên là Zona Food. Thì tất cả hàng hóa của mình xuất khẩu qua Singapore thì đều tập kết ở đây hết. Và đây cũng là văn phòng đại diện của công ty mình luôn, qua sự giúp đỡ của công ty của anh Andy. Thì anh Andy có rất là nhiều công ty, thì đây Zona Food là một trong những công ty của ảnh. Công ty này á, đã giúp đỡ cho mình rất là nhiều vào những ngày đầu mình chân bước chân ráo tiến quân vào thị trường Singapore. Tại vì nếu không có công ty của Andy thì mình không thể phát triển sản phẩm thành công ở Singapore, tại vì chi phí thuê văn phòng ở đây rất là mắc. Thì tất cả những hoạt động của mình hoạt động tại Singapore đều thông qua sự bảo trợ của Zona Food. Mình xin giới thiệu, đây là anh Andy. Anh Andy là partner, có nghĩa là người hợp tác với mình, người cũng là người giúp đỡ mình rất là nhiều năm ở Singapore. Thì dưới sự bảo trợ của công ty ảnh thì các dự án của mình, các dự án phát triển sản phẩm và xuất khẩu hàng hóa qua Singapore của mình thuận lợi hơn. Tại vì dưới cái sự bảo trợ của các doanh nghiệp ở Singapore, đặc biệt là sự support của công ty anh Andy, thì mình đã thuê được kho bãi và kho vận tại Singapore với giá rất rất là rẻ. Thì để tồn tại ở đây, mỗi tháng mình chỉ tốn có mấy trăm đô để thuê văn phòng và kho bãi mà thôi. Thì nếu không có sự giúp đỡ của ảnh thì mình không thể nào phát triển nổi ở Singapore, tại vì chi phí ở Singapore rất là mắc. Tại vì một tháng tốn tới 5 tới 7 ngàn đô để cho thuê văn phòng, thuê nhân viên xử lý hàng hóa ở đây. Mà các bạn biết đó, mình bán online mà. Thế nên tất cả chi phí ở thuê văn phòng rồi xử lý order này kia tốn kém lắm. Nếu mà không có sự hỗ trợ của công ty ảnh thì không thể nào tồn tại được. Mà tiền thân của công ty của anh Andy á, là một công ty xây dựng. Ảnh có rất là nhiều dự án xây dựng resort, khách sạn, shopping mall, rồi trường học ở rất là nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Thì sắp tới ảnh cũng đầu tư ở Việt Nam nữa đó. Đó, kiểu thế. Nhưng mà đây là dự án của Singapore, không phải. If you want to buy the whole hotel, okay. So need 12 to 15 million without the land. So you want to buy hotel? Yeah. So if land owner, let's say you are land owner, we can JV with you. If you are land owner, if you think your land is cheap for all that, we have a video for it. We can watch. Okay. Hi, nice to meet you. Welcome. Yeah. Then the rest are to his friend. Hello. On Han Han. Hạnh. À, đây là cái chị á, giúp chị thiết kế những cái bao bì ở Việt Nam nó đẹp như vậy á, là nhờ chị. Thì introducing to Hạnh about your designer and my packaging in Vietnam.
that you did for me. Yes, because you know, actually packaging in Vietnam is so awful, really awful. That reason. Có nghĩa là gì nè, là ở bên đây là chỉ design cho chị, ví dụ chị thiết kế thì mình in ấn thì mình in ấn ở Việt Nam nó sẽ rẻ, nhưng mà thiết kế Việt Nam chị đã thuê rất là nhiều công ty lớn ở Việt Nam làm thiết kế rất là xấu, không thể nào chị thật sự là. Nhưng mà khi chị lên thiết kế là tất cả những người Việt Nam hoặc thậm chí những cái công ty khác khen rất là nhiều về cái thiết kế của chị. Quá trình làm việc với bên Singapore thì mình có quen chị Jun. Chị Jun là chị tóc ngắn mà mặc áo nâu nâu dài dài á. Chị Jun là nhà thiết kế. Phải nói là chị cực kỳ giỏi luôn và cực kỳ thân thiện. Chị đã giúp mình lên thiết kế cho cái thương hiệu của mình. Và các bạn biết thiết kế đó rất là nhiều người khen, tại vì nó rất là chuyên nghiệp và chị thiết kế nhanh lắm. Chị thiết kế có một ngày là xong à. Ngày trước mình thiết kế lâu dễ sợ luôn mà không có được như ý. Đúng rồi. Để không bị sai. Ngoài ra công ty Sona Food á còn hỗ trợ rất là nhiều cho các doanh nghiệp ở Việt Nam xuất khẩu hàng hóa hoặc là bán online tại Singapore, thì họ sẽ hỗ trợ các chi phí về nhân viên, mặt bằng, pháp lý ở đây. Thì các bạn chỉ có thuê mình chỉ có tốn có $310 mỗi tháng để thuê kho bãi ở đây. Nên những ai mà bán hàng online thì đây là một điều kiện rất là thuận lợi để bán online. Tại vì Singapore nổi danh là thị trường có lực mua hàng rất là tốt, giá trị đồng tiền cũng cao nữa và không hề bị phá giá như ở Việt Nam nha. Nên hiện tại có rất nhiều bạn muốn bán hàng online tại Singapore và cũng rất là thành công để chiếm lĩnh cái thị trường này. Các bạn biết không, bất cứ sản phẩm nào mà bán tại Singapore đều trở nên rất là uy tín. Và Singapore mặc dù có chi phí đắt đỏ nhưng mà được công ty Sona Food hỗ trợ tới 90% chi phí. Nên thì các bạn bán hàng online cũng không có đau đầu lắm về mặt chi phí hoạt động ở đây. Khi mà kinh doanh ở đây á thì công ty ở đây họ đã giúp đỡ mình những gì để mình kể cho các bạn nghe nha. Thì ở đây á họ giúp đỡ mình vận chuyển hàng từ Việt Nam tới kho của Singapore, thì ngoài ra họ còn giúp cho mình thông quan và xử lý các vấn đề của thủ tục thông quan. Không những vậy á, hàng của mình sẽ được lưu kho, đóng gói và xử lý những cái đơn hàng, những cái order online của mình phát sinh thì họ giúp đỡ cho mình đóng gói hết. Thậm chí còn giúp cho mình làm việc với các đơn vị vận chuyển nội địa nữa. Rồi thỉnh thoảng á, thì có những cái đơn hàng mà mình nói chuyện mà mình không hiểu cái văn hóa của người ta thì công ty bên này cũng giúp mình xử lý sự cố luôn. Có nghĩa là có những thứ mình không biết sẽ họ sẽ giúp mình xử lý, tư vấn cho mình hết. Rồi thậm chí còn giúp mình dịch content sang tiếng bản địa nữa. Thì khi mà mình kinh doanh ở đây á thì mình sẽ dùng chính cái địa chỉ này, chính cái thông tin của công ty ở đây thì làm địa chỉ văn phòng của mình luôn. Nên á mọi giao dịch đều rất là thuận lợi, họ sẽ đứng ra giao dịch thay cho mình. Thậm chí á mình còn tạo được tài khoản Shopee ở Singapore để kinh doanh nữa mà. Tại vì muốn mở tài khoản Shopee thì không thể nào mở ở Việt Nam được. Tất cả chi phí này nó rẻ ơi là rẻ. Tại vì có sự hỗ trợ của công ty bên này thì mình không có tốn kém nhiều lắm. The water very clear. Đây là anh Tuk Sun. Mình quen ảnh lúc mình đi Campuchia. Thì ảnh cũng làm việc ở đây. Thì ảnh là một nhà, cũng là một nhà thiết kế nhưng mà cũng kim khảo sát, cũng kim ăn nhậu, nói chung là anh ăn nhậu cũng dã man con ngang lắm. Anh thu dư của ảnh sau giờ làm việc là phải đi nhậu. Thật ra mình chưa nhậu với ảnh bao giờ tại vì không có duyên, tại vì mỗi lần gặp ảnh mình đều bận hết nên thường nói chuyện với ảnh bằng công việc với ảnh xong thì mình cũng đi mất tiêu à. Nói chung ảnh là một người rất là tốt. Activity so we can but there's not much tourists. Not for tourists. It's for tourists. For tourists. Yeah. So you see there's still all those restaurants but it's still quite empty. There are a few tourists still there. You can see Chinese seafood, all these things. But some of the business also empty, not returning. So still empty until now.
Okay, still okay. Because I think the tourists started going some there. Some slowly coming back. But not like all. Last time is... Not too crowded. Yes, last time is... You book the ferry, point A, point B, they will go. Now you book the ferry, you don't know which boat you have to. Because they want to share. So maybe this company only have two passengers, that passenger, that my company, my friend only got five, then he put these two over there. Chuyến đi lần này của mình á thì có rất là nhiều bạn muốn đi theo mình, thì có những người bạn là bạn của mình muốn đi qua Singapore để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư phát triển sản phẩm ở đây. Có bạn á thì muốn tìm hiểu về chương trình thuê kho bãi và nhân viên giá rẻ ở Singapore. Có bạn thì đi cho biết cho vui thôi, thì phần lớn đều là những người quen của mình hết. Chuyến đi này của mình á thì khá là vui, tại vì mọi thường mình hay đi á, mình hay đi một mình hoặc là đi với trợ lý, còn lần này á thì đi có cả đồng bọn nữa nên tha hồ ăn nhậu với nhau luôn. Tức là chị cũng có học mười mấy năm tôi nghiên cứu, tôi bỏ cả tiền ra để tôi có bữa chị coi một ông 3 triệu, em tin không? 3 triệu, tuổi lớn mình bán ra mẹ nuôi mình bao nhiêu, mình dám trả 3 triệu xong nghỉ thôi kệ 3 triệu cho mình học được, mình học được hơn. Ông toàn coi cho dạng cái đại gia 45 ngàn. Ủa, một cái 1A là khác nhau cái gì? Hả? 1A với một cái 1A khác nhau chứ gì? Chị nghĩ chắc là một cái tầng nữa mà nó giống như kiểu 1, 2, 3, em không muốn 3 thì em làm 2A, em không muốn số 3, ý là vậy á. Ủa số 1, 1A, 2, 2A này luôn hả? Có nghĩa là 1A nó trên 1. Có thể lửng. Ăn thì mình lên kia mình đứng đi. Ăn đi chứ, ăn rồi. Hả? Ôi sao đi. Hả? Ra đây. Rồi, tuyệt vời luôn. Đứng đây. Này á mà như chỗ mình giống kiểu Phú Mỹ Hưng ấy. Và trong đó người ta văn phòng, đây là sẽ là văn phòng, đây là văn phòng hết. Các bạn biết không, mình cực kỳ thích cái văn phòng này luôn, tại vì nó nằm trong một cái cung đường toàn là rừng cây đẹp ơi là đẹp, và xung quanh toàn là công viên rừng cây, nói chung là quang cảnh rất là đẹp và rất là mát. Các bạn nhìn cái phong cảnh đó, phải nói là đây là một trong những cung đường mà đối với mình cảm thấy nó quá tuyệt đẹp. Và khi mình ngồi trong văn phòng á, mình nhìn ra thấy nguyên một khu rừng, một khu rừng rộng lớn, mình cảm thấy chưa bao giờ thấy bình an đến thế. Phải nói là mình làm việc ở nhiều nơi rồi mà mình thấy cái văn phòng hiện tại của Singapore mà mình đang đặt trụ sở công ty, đang xin lỗi mọi người, không phải là mình đặt trụ sở công ty, mình đặt cái chi nhánh công ty ở Singapore á, là mình thấy cái văn phòng là đẹp nhất từ trước tới giờ mà mình được thấy. Tại vì thứ nhất là cái quang cảnh của nó quá đẹp, quá mát, và cái môi trường nó quá tuyệt vời đi. Các bạn nhìn thấy không? Phải nói là không có gì mà để phàn nàn hết trơn á. Nhiều khi mình được làm việc ở đây thôi, mình đã cảm thấy rất là tự hào rồi. Và mình cảm thấy rất là ganh tị với những đối tác của mình có thể đến đây hàng ngày. Tại vì mình không thể ở đây luôn được, mình phải về Việt Nam. Tại vì mình sống ở Việt Nam mà, mình đâu sống ở Singapore đâu. Mình chỉ đến qua đây đi họp, đi công việc, đi gặp đối tác, đi gặp khách hàng, đi gặp các nhà đầu tư. Nói chung là mình rất là thích cái văn phòng này. Mình mê chết mệt là vì nó đó. Sau cái ngày đầu tiên phải lên công ty trình diện á, thì ngày thứ hai mình được dẫn đi ăn cháo ếch Singapore chín gốc. Có nghĩa là cháo ếch Singapore ở Việt Nam rất là phổ biến, nhưng mà mình không chắc là nó có thuần vị Việt Nam hay không. Thì hôm nay mình được đối tác của mình dẫn đi ăn cái món cháo ếch nổi tiếng ở Gây Lăng. Thật ra Gây Lăng là một địa điểm rất là nổi tiếng với người Việt Nam.
tại vì người Việt Nam sống ở đây rất là nhiều. Ở đây cũng là nơi hoạt động các vấn đề về như là tha club hoặc là về nhạy cảm đó. Thì Gây Lăng nổi tiếng là cái khu người Việt nhiều mà cũng là khu mà các người xin có thể tìm kiếm. Mình nói để các bạn hiểu rồi đúng không? Tại vì có một lần mình cũng thuê khách sạn ở Gây Lăng và cũng bị những cái người cho thuê khách sạn ở đây nhìn mình như hai con mắt hình viên đạn, mình cũng ngại lắm. Nói chung là sau vụ đó mình biết là Gây Lăng là một khu rất là nổi tiếng, có nhiều cô gái. Nghĩa là không thể mua đất ở ngày thứ ba thì mình không có mua đất là phải có được giấy phép, mà cái giấy phép rất là khó để xin. Vấn đề là cái sơ dừa đó nó sẽ giúp cho đất tốt hơn, nó không có quan tâm tới việc đất ở Việt Nam hay đất ở xin đất ở đâu hết. Không, cái sơ dừa nó không có lên cây anh. Lên chứ. Không, em đã trồng rồi. Đất thịt nó mới lên. Em đã trồng rồi. Not the reason. We already plant the herbs. Oh, okay. Mint. You see, this one. This is a Brazilian spinach. Brazilian spinach. So in front we have the coriander. We always eat in pho. Yes. Yeah. It with pho. It with pho. Yeah. This one. Cái này là cái ngò gai. Ngò gai. Ngò gai. We say ngò gai. Ngò gai. Yes. Ngò gai. To eat with pho. Yeah. So here we actually grow many of these fruiting vegetables. This is snake gourd. Then there's long bean here. A lot of long beans. Long beans. And we have some banana. So this banana, special banana. Red color. Red color banana. Last time. Yeah. So I also bought for myself. Yeah. That reason, I advised them to have me to order. So. Because we know the manufacturer. Yeah. Mr. Chen. So these are the seeds that we grow in our farm itself. The small seeds. First we start from seeds and then now they grow into small babies. I think the soil is rich nutrition because you see the vegetable over there. Yeah. The leaf is very big. Yeah. Think the soil quality is very good. Correct. Because we on top of that we use the bacteria also. Because I manufacture bacteria. I don't know whether you remember. Yeah. In Vietnam I do bacteria. Yeah. Yes. Yeah. So we also mix together with this. Yeah. So this is rich in bacteria and then of course the soil you must have the compost component inside. Mm. So with the compost and the nutrition and the bacteria together, that's why the vegetable is nice. Wow, that is a nice sort of leaf. It's very nice. Very big. This one for water. Okay, yeah, this one is for water. This is irrigation system, automatic. Because this place is so big, we cannot one person or two person do it. And make the floor be dirty. Yeah, make the floor be dirty. So this one we use automatic irrigation. So every morning and evening, they will drip slowly. Yes. Slowly put the water in. Yeah, the water actually will just flow all the way down. Yeah, so two times a day. Bitter melon. Bitter melon. We eat bitter melon in New Year to hope some suffering is passed away over. Oh, okay. To remember the ancestors, right? Yeah. So, yeah, upstairs is about the same. Wanna just go one round? So here we actually do composting.
some of the things we like this. So we just put the green and the open. So it's a bit hot. Yeah. Mm, it's good. So we use the heat to compost the vegetables. Yeah. This is hot composting. So now it actually go down already, it's about 43. When it's at the peak, it's about 70. Đồ ép lên chị không rành lắm. Tại dùng đồ ép. This one almost complete. So this one is our, this is 400 liter. 400 liter. We also have small one. Currently, now we sell to schools. A lot of schools, they try to use this. So because this one you don't need to turn. No electricity required. The air will just go in from here and it will create the composting process. So it after about 3 months, you can take out and then use it. 3 months? Yeah, about 3 months. Yeah. Where did you buy this one? This one, Singapore. This is Singapore. Ấy nó là được bao nhiêu lượng? But this one, I don't think they sell in. Not in Vietnam yet. Yes. If you want to do in Vietnam, I can also get talk to them. But this one very good. Yes. And small. And small. And here we actually have another type of composting. The earthworm. Earthworms will be here. Earthworms is what you call earthworms in Vietnam? Earthworm. Yeah. Trùng đất. Trùng đất. Trùng đất. Yeah. Trùng. Trùng mà. À còn yun đất. You also can say yun đất. Trùng đất. Trùng đất. Or also can say yun đất. Yun. The worm. Worm is yun. Yun. Yes. Trùng đất. Em thấy cái phần nước kìa. Sao nó chạy? So actually, you can see them . Đâu. Cái này là con gì ta? Con gì? Con nhộng á. Con bé tí. Con này là con gì? Con bé. Cái con này nè. Con này con gì? Con này con gì ta? Tên là quên bạn. Anh Tuấn con này con gì? Châu dù. Nhộng. Con nhộng hả? Ủa nó là con nhộng hả? Dạ, là cái con của con bướm á, butterfly để làm gì? Để cho đất nó tốt. Bitter, bitter. Để làm đất đó hả? So here also we have worms. Worms, a lot of worms. Yeah, so worms actually help to decompose. Okay. To go up. Để ra ví dụ như là không tống này kia đây, nếu mà không biết là bên kia hay là so this first time you come to the HDB. Yeah. Kiwi always show me some video about this farm, but you know, this is first time I see in real life. Yeah. So you can see here when it's flower, very beautiful. Wow. The top, especially when you stand here, very beautiful. Anh nhìn cái cải nè, rất là tốt. Chai xin. This one we call chai xin. Chai xin. It's popular in the leaf big. The leaf is very big. Big. A reason I think the soil is rich nutrition. Yes. Cái này uống được bò chấm. But the seeds also important, the seedlings. Oh. We grow our seedlings. Where did you get the seed from? The seeds we get from our friend. I mean from China or from Malaysia. 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 Not from Thailand. No. Malaysia seeds. Because Malaysia is closer to Singapore, so the temperature, the humidity is the same, so that's why they can grow very well. Because I think Thailand, Vietnam, or Malaysia, or Singapore, weather is similar. Like, yeah, yeah, yeah. Yeah, but we get from Malaysia more for our current ones. Okay. Yeah. So here we just
doing some resetting. Because we finish this set of plants, we have to pluck out all the roots, right? So when we pluck out the roots, then we have to reset the whole microgreen. Okay. Yeah. So we have this house to just grow the normal vegetables to put outside, so that they get used to the temperature here. Okay. Rosemary. I love rosemary. It's my favorite. I grow a lot of rosemary at home, but what? Almost died. What? Yes, I don't know why. I tried. People told me difficult to grow rosemary. You can. I think the soil. You have to make sure that the soil is a good soil. Yeah. The soil is. Good soil, then look at the color. This one very healthy. Yeah. Very healthy. I like to use rosemary to cook with the beef or the chicken, the fried chicken. Yes. So nice. Anika, you carry some Cambodia. Họ lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho mình hết. Bây giờ thì họ chuẩn bị cho mình ít trứng trứng như thế này nè. Trứng như thế này mình nè. Cứ ngồi mình ăn đi. Thì ảnh họ muốn mời mình ăn thưởng thức cái trứng đen. Thì mọi người thì muốn đi supermarket nhưng mà chị muốn tại vì mình đã tới thăm người ta thì mình nên thử những cái thứ mà người ta mời mình. Thì đó là phép lịch sự cơ bản. Không phải. Mình phải thưởng thức mình ăn thôi. Mình đi là mình phải thử mấy cái lạ lắm. Đó, cứ ăn đi. Em cứ để máy quay đi rồi mình ăn. Em lấy cái này ra. Đó. Cái này họ đã ướp gì vô chưa? Ảnh muốn mời mọi người ăn cái trứng này. Cái trứng nó đặc biệt. Đó. Cream in soya. No. Tea leaf. Tea leaf. Cha. Tea. Chị một nửa thôi, chị kém chị nhau. Ăn đi. Ngon không chị? Đây em tháo cho. Ngâm trong cái gì mà tiềm giống cái mùi tiềm đó. You know Vietnamese use a lot of Chinese word. Yes, I know. Chà is also same. Yes. Không phải chà luôn, sao giống trong cái vị mà tiềm tiềm gà. Bắc gà ác tiềm. Họ mới thích nhìn cái việc chúng ta tại. Bạn có chị đang khai tiền mà. Ngon lắm em. Mình học được cách là mình dùng cái khói tiền này để canh. Cái này là gì thôi? Cà phê. Mình có cái ly nhỏ nhỏ nè. Mình có cái ly bự đó. Thì thăm mình 4:30 chẳng hả? Nó thơm. Thơm có nhiều tiền, tức là cái đấy mình cho vừa phải, mùi thơm mình không đậm đặc quá này. Mùi nó nặng. Thơm không? Mình có cái gì mình đựng đi để mình uống giữa đường không? Quên không cái cà phê này đậm đà hơn cái cà phê ở... Không. Maybe he want to take coffee away, like if we cannot finish, we can drink... Together. Don't have. Okay. Finish. Must finish. Or you pour half. Một trăm. Cà phê ở đây ngon. Cùng ngày hôm đó thì mình đi siêu thị. Anh KL và anh KB có dẫn mình đi siêu thị. Mục đích đó là để điều tra giá cả thị trường và những sản phẩm phổ biến ở Singapore là những sản phẩm gì, có gì hấp dẫn và bao bì như thế nào. Tại vì mình là một nhà xuất khẩu thực phẩm, nông sản thực phẩm, nên cái việc mà vô siêu thị khảo sát của mình rất là quan trọng. Tại mình muốn cập nhật là cái thói quen, cái sở thích của người Singapore là gì, thì trong siêu thị nó sẽ thể hiện rõ ràng nhất. Tại vì sản phẩm của mình cũng bán các kênh online và kênh siêu thị là chủ yếu mà. Thì mình phải biết là sở thích của họ, cái hương vị họ thích, các bao bì họ thích, cái màu sắc họ thích, cái design họ thích và giá cả như thế nào, đóng khối lượng bao nhiêu. Thì những thông tin này mình đều phải vào siêu thị để khảo sát hết.
Anh nói cái đó là ngon, ta thường cái vị của hải sao thì biết gì đó. Mình cứ quất một thử, thử thôi mà. Không, vị của người xin về snack thì giống mình á. Đi coi giá coi Hằng. Ê, này là mình bấm giá nè. Cái này là 180 đô. Vậy? 180 gram, 280 đô, 2,8 đô. 3 đô, 3 đô là 3. 60 ngàn. 60 ngàn một bịch này. Cũng được. Hằng mua gì cho chồng đi em. Dạ. Vậy là em mua cái bịch bánh này về là nó sẽ ế hơi bị lâu. Tại vì không có. Có anh mua mỗi thứ hai bịch, mua thử đi, ai nhất được nó ăn thôi. Còn cái này nè, mua nó có 3 vị lận. Có vị nào vậy nè? Đây, đây là một vị. Cái này nó hơi có hương đỏ nè, cái này cà chua nè. Ai muốn cái xiên một bịch cách? Dạ bộ gì vẫn xiên cách. Hoặc là nó chỉ thích sô-cô-la thôi. Ê, dạo này nó không ăn sô-cô-la. Ủa sao kỳ vậy? Em để bên kẹo cái nồi nó. Đúng rồi, cái đó là ăn gì ta? Em luôn á. Vậy luôn hả? Cái bị này chiên luôn. À không, cái này nó có tẩm phô mai. Cái này nó không có tẩm phô mai. Cái này là nó cắt lát. Đây cái đó là món mới luôn á anh. Ơi chi bi qua rồi thôi. Mình cứ tự thử của mình đi. Kệ em nhé. Mua về mấy bịch cho mấy đứa nhỏ. Coi trái dưa hấu vậy, đi qua mình coi dưa hấu, mình mua dưa hấu. Bỏ vô về đó, ê, thôi bị... Mình quay nhờ, nhớ chú ý quay cái bảng giá nha. Đúng rồi. 6,5 đô là bao nhiêu tiền? 6,5 đô. Là 6 nhân 2, 12 đi, 12, 120 ngàn một trái. Một trái hả? Ừ. Ừ đúng rồi, một trái luôn. 120 ngàn. Đó là red watermelon, cái này trái từ Malaysia. Một trái quá cao đúng không? Đấy, đúng rồi, trái cây ở nước ngoài tính ra tiền Việt thì nó hơi bị hơi bị cao. Để tối khỏi đi ra, trong đây siêu thị nó nhiều, thấy cái nào chưng nhiều thì mua thôi. Chị thử mua này sáng ăn sáng đi, đi chạy bộ được. Ok mua, đây là 40 ngàn bịch tao phải không? 2 đô hả? Mua cái vị nào đây, mua cái nào? Ở cái này bự quá không? Mua cái tròn tròn đi. Mua tròn tròn hả? Ok. Tròn tròn dễ ăn, một cái nhân không? Này bao nhiêu tiền? Tròn cũng tròn vậy luôn. Mình gờ thử coi nó có mềm không? Nếu nó mềm thì nó mới dễ ăn. Nó cứng là nó không. Đây là 34 ngàn. 34 ngàn bịch. Dạ, of course. Nó lấy tùy. À, được rồi. Ôi, ăn khuya mình đi bộ ra 24 giờ mình ăn nhiều món. Dở. Không, đâu, cái quán 24 giờ này đó đặc biệt. Vậy hả? Trời, KB thành người sách đồ cho mình luôn rồi. Đây là mày. Đánh đâu không phải đánh luôn là. This one is a Malay rice. Actually it's a nice. Oh. Very nice. This one, for 5 meal they cook the rice. We try some. What is this? Cái này là cái món ăn của người Mã thì nó nấu không bỏ cái rằng của người Mã bỏ qua không nhưng mà cái bánh của nó ngon tại vì đó là nó nấu gạo với lại nước dừa nó nấu là bánh làm bánh á. Nên thử có đem về được không hay là ăn ở đây thôi. Chắc nó giống như đồ ăn nha, đồ ăn. How long to keep this one? Của đêm à. Mình lấy một cái đi. Mình ở đây mình lấy hai cái đi. Lấy hai cái. Ông bạn của mình á mắc cái chứng là rất là sợ đồ Mã Lai. Tại vì cái mùi của Mã Lai, cái mùi của đồ ăn Mã Lai nó rất là nồng. Nó có hơi giống đồ của Ấn á, nó nồng và nó nói chung là mình nghĩ là nếu mà đi Singapore thì không nên ăn đồ Mã Lai tại vì đồ Mã Lai rất là khó ăn và cái mùi nó rất là nặng. Nên bây giờ mà đi đâu mà nghe đồ Mã Lai là tụi mình chạy mất dép luôn. À nói thêm nha, sau khi chọn cái cục bánh này ra mình mới phát hiện trong đó là cái cơm mà giống như cái cơm mà gạo khô rang, khô là khô gạo nở đó, của Việt Nam mình nó giống như vậy. Và nó ăn nó có một con cá khô duy nhất ở trong đó, hình như cái cơm này nấu với nước dừa, nên nói chung là cái cơm ăn cũng được, nhưng mà có con một con cá khô với lại mấy hạt đậu phộng của nó mình ăn mình cười đau bụng luôn. Bao nhiêu gam? Bây giờ thì mình qua quầy là 7 đô, 7 nhân thực phẩm là hạt, các loại hạt dinh dưỡng. Thì các bạn biết rồi đó, mình thì mình bán tất cả các loại hạt dinh dưỡng và trong đó công ty mình sản phẩm chính đó chính là sản xuất hạt điều. Mình có nhà máy sản xuất hạt điều, hạt điều rang muối, hạt điều nguyên vị.
hạt rượu các loại, thì bản thân mình cũng đã xuất khẩu sang Singapore rất là nhiều, xuất khẩu ra Đài Loan, xuất khẩu qua Nhật Bản, Malaysia và một số nước nữa. Thì đó, mỗi lần mình vào siêu thị là mình phải nhanh chân chạy tới quầy quầy những cái quầy hạt như thế này nè, để mình coi cái bao bì của họ năm nay có cái gì, họ ra những sản phẩm gì, để mình biết mình đấu lại họ chứ, đúng không? Chứ mình cứ dậm chân một chỗ thì sao được. Bao bì thì người Singapore, bao bì của họ cũng rất là đa dạng. Thì trong đó có công ty rất là lớn ở đây đó, công ty cái gì mình quên mất tiêu cái tên này ta. Tự nhiên mình thường đối thủ mình nhớ tên dữ lắm, mà mình hôm nay mình lại quên mất tiêu rồi. À, công ty có chữ cái logo là em á, mà mình quên tên mất tiêu của đối thủ. Từ khi bị Covid tới giờ đầu óc mình cứ như trên trời chưa đáp xuống đó. Thì mình cũng sẽ mua, tuy là sản phẩm của đối thủ, nhưng mình vẫn mua về để ăn thử, để biết là ngon dở, điểm mạnh, điểm yếu của họ là gì. Tại vì mình phải luôn luôn cải tiến sản phẩm để mà cạnh tranh với người ta, không thôi bị người ta đạp ngay sinh, ngay không có đường về mất. Cho làm 9,7 là 10 đô, 10 đô là 180 ngàn, 160 ngàn, bao nhiêu gam? 150 gam. Trời, mắc nhờ. Nhân mắc cao mắc. Nhân mắc cao cũng mắc mà. Cái hãng Tông Gia Đình là hãng này rất là lớn ở Singapore. Bây giờ cái hạt điều của mình đang cạnh tranh khốc liệt với thằng này nè. Cái hạt điều á, nó cạnh tranh rất là nhiều với cái thằng Tông Gia Đình này. Đó. Hãng này nè. Đó, nó này hồi đó là 5,8 đô chị. Nhưng mà cái hãng này từ đâu đây? Hãng này là hãng này lớn. Hãng này Tông Gia Đình nổi tiếng lắm, lớn lắm. Nhưng mà hạt điều của mình á, thì nếu mà về online á, thì cạnh tranh tốt với thằng này, còn offline thì không lại nói, tại vì nó phủ hầu như tất cả hệ thống siêu thị ở bên Singapore này nè. Mình không có cạnh tranh lại, tại vì nó có, tại cái hệ thống nó lâu đời rồi. Còn mình là thương hiệu, mình mới nhảy vào thì mình không thể nào. Về hạt dinh dưỡng không thể nào thì Singapore có khoảng 3-4 hãng là nổi tiếng nhất Singapore. Thì các công ty này nó thú vị gì nè. Khi công ty này giảm giá thì công ty kia sẽ kém theo giảm giá theo. Họ cứ giảm giá nhưng họ không có phá giá thị trường. Nhưng mà cái giá này không mắc. Nhưng mà cái cạnh tranh giá rất là khốc liệt, cạnh tranh ngang ngửa luôn. Lúc mà cái hạt điều mình mới bán qua Singapore á, thì cái giá của mình cũng ok. Nhưng mà nói chung là không mắc. Nói chung là giá cũng hơi rẻ. Thế là lập tức họ giảm giá của họ bán xuống ngang ngửa giá của mình luôn. Tại vì họ thấy là sản phẩm mình bắt đầu bán chạy lên á. Nhưng đó, mà mình ăn sản phẩm của họ thì ăn cũng được là... Tại vì cũng không hẳn là xuất sắc gì lắm đâu. Nhưng cái mà được thấy là công ty rất là mạnh, tài chính rất là mạnh. Và bao bì của họ thì cực kỳ đa dạng luôn. Đó là một cái thế mà mình khó thế nào mà mình chạy theo. Tại vì các bạn biết đặt chi phí bao bì nó lớn mà. Cái loại không vật. Cái này là Tông Gia Đình là White Sugar Peanut. Đậu trắng. Cái này là mật mix. Cũng là mix. Thì cái thằng này á, là một cái thương hiệu rất là lớn, nhưng mà cái giá của nó rất là cạnh tranh tới nhiều, rất là cạnh tranh, và nó phủ rất là nhiều siêu thị bên trên xin. Ê, nó làm cái này là gì vậy? Pumpkin nè. Pumpkin là bí bí, hạt bí. Ừ, thì nó làm cái dạng bịch túi túi như thế này nè. Nó dễ ăn. Là nó không sợ bị yếu. Nhưng mà nó có răng muối không vậy? Đúng rồi, nó có rang muối. Nhưng mà nó làm cái bình nhỏ nhỏ thì hay ha. Mình sẽ làm cái này để mình làm nè. Mình phải đầu tư một cái máy. Mình phải đầu tư một cái máy để mình làm cái này như thế này nè. Mình bán nhỏ nhỏ làm mít. Mít nhưng mà cái này nó không có thuốc ẩm. Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng không quan trọng là giòn đâu. Nó phải sấy lại nha, bỏ hành nhân, bỏ hạt điều vô sấy lại, rồi bắt đầu mới bỏ vô đóng gói. Cái cách làm thì nè, bữa chị nói đó, mình phải lấy máy. Những cái hạt á, mình làm xong mình sẽ sấy chung với nhau luôn, phải sấy chung với nhau để quy về một nhiệt độ, sau đó đóng gói lại, sấy khô lại thôi. Rồi sau đó cái mình bỏ nho khô vô, nho khô lên bên mình đóng gói tự động lại, và những cái nhỏ nhỏ như thế này nè, và bán giá cao. Cái này bán bao nhiêu nè, mình bắt đầu mình đếm một bịch như này cho 7 ngày, thôi mua một gói đi, đếm 7 ngày. Đếm 7 ngày không? 9 đô. 10 đô, 9,9. 9 là 10 đô, 10 nhân cho là 170 ngàn một gói thôi. Là bao nhiêu gram đây, tổng là bao nhiêu gram? 196 à, chưa tới
là 28 gram một gói. 28 gram một gói. Cái này cũng có tông gia đình. Tông gia đình 28 gram là nhân 7 là bao nhiêu? Là 7 ngày á. Là đây là thực đơn 7 ngày. Là thực đơn 7 ngày. Làm giống vậy nè Hằng. Nhưng phải đầu tư giống vậy nè. Cái bịch này cũng đẹp nè chị. 10 đô. Nó lộ ra luôn. Mình bán 13 đô là nhiều. Ờ à, đúng rồi. Đây. Chị muốn mua không? Mua đi, chị em mua đi. Thả chiếc túi. Rồi mua đi. Mua đi. Chị mua đi. Cái này là 7 ngày thì em tham khảo đi làm hạt tươi, để làm sữa hạt á. Hiểu không? Có nghĩa là mình mua cái này để làm hạt tươi tham khảo về sữa hạt. Ủa rồi, nó đã nấu rồi. Em qua đây mình mua cà phê được. Anh đây là hãng Việt Nam Coffee. À, mình kể cho các bạn nghe chưa nhờ. Dù bận rộn cỡ nào ngày hôm trước nhưng mà ngày hôm sau á thì mình đều dậy rất là sớm. Ở Singapore á mình dậy khoảng từ 5 giờ là mình đã dậy rồi. Thì theo lý là mình thích tập ở phòng gym hơn, nhưng mà do dịch bệnh á thì phòng gym của khách sạn nó không có mở cửa. Mình không biết sắp tới thế nào, nhưng hiện tại cái thời điểm mà mình đi á thì phòng gym nó không có hoạt động, nên mình buộc phải đi ra ngoài chạy bộ. Thật ra Singapore á nó rất là tiện dụng cho người tập thể dục, tại vì có lối đi bộ riêng và có rất là nhiều công viên xung quanh. Nếu mà mình không tập thể dục á thì mình không tập thể dục để vì giữ dáng hay gì hết, nhưng mà tại vì mình làm văn phòng quá lâu, cái sức khỏe mình không tốt á, nhờ cái việc mà giữ gìn sức khỏe là chạy bộ, tập thể dục mỗi sáng á, xin lỗi, tập gym mỗi sáng á, thì nó giúp cho mình giữ cái năng lượng suốt cả ngày luôn và rất là khỏe, không có bị nhức đầu, không có bị chóng mặt, không có đổ mồ hôi trộm hoặc là không có say sẩm mặt mày. Thì ngày trước á, mình có thời gian mình không có vận động nên mình rất là hay mệt. Phải nói là thời tiết ở Sydney nó quá là tốt luôn mọi người ạ. Cái không khí nó trong lành, cây xanh các kiểu. Khi mình tập thể dục xong thì mình về khách sạn ăn sáng liền luôn. Thì đây là cái khách sạn của mình nè, khách sạn Grand Pacific Hotel. Thì khách sạn này giá nó khoảng tầm 2.3 triệu một đêm đó. Cũng được. Nói chung là mọi thứ cũng ok, mình thấy là khá tốt. Thì cũng cùng ngày hôm đó thì mình đi chợ Bugis Street. Có nghĩa là cái chợ này cũng khá là gần khách sạn của mình. Chỉ cần cuốc bộ ra 5 phút thì đã đến chợ Bugis rồi. Thật ra mình cũng không có thích vào chợ Bugis đâu, tại vì cái thói quen của mình không có mua sắm gì á. Thật ra mình không thích mua sắm lắm, tại vì cứ đi vòng vòng mua đồ này kia, nhiều khi mình chóng hết cả mặt, mình lười đi lắm. Nhưng mà hôm đó đó thì bé kế toán của công ty mình là muốn rất là thích đi chợ này để mua những cái đồ linh tinh ở đây á, như quần áo này nọ. Thì mình cũng ráng đi theo bé. Thì mình trong định bụng là mình không có tính mua cái gì đâu, nhưng mà qua một cái shop cardigan á thì thấy cái cardigan ok quá, thế là mua luôn, mua xong mặc luôn mới ghê chứ không giặt luôn. Đúng là đệ nhất ở dơ mà. Đó. Thì cái bộ này thật ra nó chỉ là hàng chợ thôi mà mình mua cũng hơi lố tay. Nguyên một set của nó bán là gồm có là một cái áo trong, một cái áo ngoài gì mà hết 700 ngàn. Dễ sợ thiệt chứ. Còn cái quần mình mua thì hình như cũng hết 500 ngàn, 600 ngàn á. Thật ra cái giá này nó cũng hơi đắt so với hàng Quảng Châu, nhưng mà thôi cũng kệ. Tại vì mình không có hay mua hàng Quảng Châu lắm, đa phần mình mặc đồ thiết kế là chủ yếu. Mà thôi kệ đi, lâu lâu mà. Mình chỉ cần đi chợ một chút xíu thôi là thấy mệt bở hơi tai rồi. Sau khi mua đồ xong á, thì mình cũng có ghé qua Uniqlo ở một cái shopping mall đối diện với cái chợ Bugis. Thì mình mua được một cái áo thun để thay cho nó thoải mái. Thì sau đó mua xong thì cũng đã hết tới chiều, 3-4 giờ chiều rồi mình lại tiếp tục cuốc bộ về khách sạn. Nói chung là nguyên một ngày hôm nay là đi bộ trên dưới cái chắc mười mấy cây á, đi mỏi cái chân luôn. Thì ăn uống thì mình cũng ăn uống bên ngoài rồi, khách sạn nó chỉ có ăn sáng thôi. Còn ăn bên ngoài thì phần lớn là tự ăn. Có thể là ngày hôm nay là cái ngày mà thảnh thơi được đi dạo phố đó. Chứ bình thường là mình bị full họp từ sáng tới tối luôn. Họp rồi chiêu đãi, tớp này tới tớp kia. Tại vì bạn bè đối tác ở bên Singapore mình nhiều lắm. Suốt ngày chỉ có đi họp liên tục.
Ngày hôm sau á, thì mình có một cuộc hẹn rất là quan trọng với một nhà đầu tư. Thực ra chú này là chú già rồi, chú khoảng 70 mấy tuổi. Thì mình được hẹn với chú đó. Cái chỗ hẹn á, là nó rất là riêng tư. Muốn tới là phải quăng điện thoại qua một bên, không được phép là dùng điện thoại chụp hình quay phim gì hết. Tại vì cái khu vực đó là dành cho giới rất là giàu, giống như người ta gọi là giới tinh hoa của Singapore á. Vô đó là phải không được để chuông điện thoại không này kia. Nói chung là đó là cái khu mà khá là riêng tư, thì mình cũng không có quay được. Nhưng mà mình ăn lên đồ cho nó lịch sự, cho nó nhã nhặn một xíu rồi mới đi gặp người ta. Đó là lý do cái bạn thấy cái bộ đồ mình mặc là bộ đồ trắng là vậy á. Còn đây là cung đường tới công ty nè, các bạn thấy đẹp không? Cái cung đường này là một trong những cái cung đường mà mình chết mê chết mệt vì Singapore là vì vậy đó. Tại vì nó giống như một khu rừng, hai bên nó mát rượi à, mà có lối để chạy bộ nữa nha. Mỗi lần mà tới công ty mình nhìn cái cung đường này là mình ngay ngất con gà tây luôn. Buổi sáng tiếp theo thì mình cũng như mọi ngày, mình đi bộ, chạy bộ. Thật ra phần lớn mình đi bộ là chính, tại vì mình chạy bộ mình mệt lắm, mình thở không nổi. Đó, đây là cái công viên gần khách sạn của mình tên là Scanning Fork Central gì đó, mình cũng quên vua rồi. Mình cứ nghĩ đây là cái công viên nhỏ nhỏ, má ơi, nó là rừng thì có đó, nó bự khủng khiếp luôn. Mình đã lạc trong đây 3 tiếng đồng hồ để tìm lối ra, tại vì nó quá bự, nó giống như một khu rừng, mà thật sự nó là cái rừng, nhưng mà người ta gọi nó là cái công viên. Thì mình đi vòng vòng, mình dậy từ 5 giờ sáng, mà 5, 6, 7, 8, 9, 9 giờ mình mới tìm được lối ra để mình đi về. Tất nhiên là chẳng qua mình đi vòng vèo lúc 5 giờ sáng thì trời còn rất là tối, tối hù tối mò à. Nhưng mà trong đây đèn người ta thắp mà đèn màu vàng thắp khắp công viên hết. Nên mình cũng dậy rất là sớm. Thì mình đi với bà chị vào công viên. Thì công viên này thì các bạn thấy đó, nó rất là nhiều hoa thơm cỏ lạ người ta trồng và có người chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày. Cái công viên này khá là nổi tiếng, và mình sau khi về Việt Nam á, mình mới biết là có rất là nhiều bạn Việt Nam thích chụp hình ở đây và chụp hình, người ta gọi là chụp hình sống ảo á. Thì mình thì mình không có chụp hình ở đây, nhưng mà mình quay phim. Thì các bạn thấy cái lá này không? Đó là lá dứa. Trời ơi, mình đi ngang cái khu rừng này mình nghe mùi thơm ngào ngạt của lá dứa. Hóa ra là người ta trồng lá dứa trong đây rất là nhiều. Nên khi tập thể dục ở trong này á, các bạn nghe một mùi thơm thoang thoảng, phải nói là cực kỳ dễ chịu luôn. Mình mê cái công viên này lắm. Nhờ cái thói quen tập thể dục mỗi sáng của mình á, mình mới phát hiện ra cái công viên này sát bên khách sạn của mình luôn. Đi bộ khoảng 15 phút là tới cái công viên rồi. Lần đầu tiên ra cái công viên này á, các bạn biết không, mình xui lắm. Mình đụng một cái anh người bản địa ở đây cũng tập thể dục ở đây. Mình hỏi là lối ra cái công viên này, thì ảnh chỉ ra. Ảnh chỉ thì thôi đi, ảnh đi đi. Ảnh còn kêu mình chạy bộ với ảnh đi. Trời đất ơi, mình chạy muốn học máu luôn. Mình đâu có thích chạy nhiều đâu. Mà ảnh là vận động viên chuyên nghiệp nữa, ảnh bắt mình chạy theo ảnh. Trời ơi, mình chạy mà mới sụng cái giò. Phải nói là nghĩ tới cái gặp ảnh thôi là mình đã thấy nhức đầu rồi. Sau đó ảnh còn hẹn mình á, ngày hôm sau á, nhớ đi chạy bộ cùng nữa nha. Mình né ảnh luôn, mình né triệt để luôn. Cái công viên này á, là một trong những cái phức hợp. Phức hợp là gì? Có nghĩa là có nhà hàng tiệc cưới trong đây, có quán cà phê trong đây, có khu rừng trong đây, có bãi sân tập trong đây, có cả khu đổ xe để làm mấy cái hoạt động như bảo tàng hay gì đó. Nói chung là mình đi một vòng hết tất cả những cái khu vực này thì mình thấy là có rất là nhiều khu. Nhưng mà mình thì riêng cái việc mà đi bộ thôi mình đã muốn gãy cái giò rồi. Đó. Thì buổi sáng mình dậy lúc nào cũng từ 5 giờ và đi về là khoảng 8, 9 giờ. Có khi mình về sớm hơn, có khi mình về 7 giờ mình về rồi. Tùy hứng, hôm nào mà mình hứng á thì mình có thể là tập thể dục cho tới 9 giờ luôn. Hôm nào mà tập thể dục nhiều như vậy á thì mình cảm thấy tinh thần của mình rất là sảng khoái, rất là khỏe khoắn. Mình không những là mình cảm thấy công viên này quá đẹp và mình ước gì ở Việt Nam của mình cũng có một cái tương tự. Nhưng mà ước mơ này có vẻ xa vời quá, tại vì công viên Việt Nam nó bé mà.
nó bé xíu 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 mà nó đông nghìn nghịch, nên rất là khó tập thể dục. Mà cái lối nó cũng nhỏ nữa. Mình mà có cái công viên như thế này chắc ngày nào mình cũng ra đây mình đi bộ á, mình không tới phòng gym nữa đâu. Chính vì cái công viên này mà mình ước ao là mình có thể có một cái môi trường giống như vậy để tập thể dục hàng ngày. Mình thích Singapore vì mảng xanh của nó, vì cái công viên này, chứ không phải là vì những tòa nhà, những building hoặc là những cái khác. Điều mà có thể giữ chân mình nhiều nhất đó chính là công viên ở Singapore. Nó quá đẹp đi các bạn ạ. Mình mê mảng xanh lắm, mình rất là mê. Mình chỉ cần thấy một nơi đâu mà có cái mảng xanh như thế này để thở, để làm thoải mái cái tâm trạng là mình nhào tới liền. Nhưng mà nhà mình, dù là mình đang ở Hồ Chí Minh, nhưng mà cái mảng xanh nó quá ít và nó quá xa. Cái nội cái việc mà sáng lấy xe bụi bặm để tới công viên thôi, mình nghĩ tới cái quãng đường đó là mình hết muốn đi rồi. À, trong đây có cả khu quân sự nha. Đó, bên cạnh cái nhà này là khu quân sự à. Nó ghi là cấm quay cấm vào nên mình cũng không có quay kỹ lắm. À, hai ngày cuối cùng trước khi về Việt Nam á, thì mình không có ở khách sạn Pacific Hotel nữa, mà mình về tới Marina Bay Sands, khách sạn mà hình con thuyền nổi tiếng của Singapore, khách sạn 5 sao mà hình con thuyền đó, có cái hồ bơi vô cực á. À, nói chung là mình được dời tới đây ở 2 ngày, và nói chung là 2 ngày này mình tưởng á, là mình sẽ hưởng thụ được cái khách sạn ở đây, hồ bơi ở đây, công viên ở đây, công viên ánh sáng, rồi nhạc nước các kiểu. Ai về 2 ngày cuối cùng mình bận khủng khiếp luôn. Sáng sớm là 7 giờ phải ra khỏi cửa để đi họp, đi gặp khách hàng. Sau đó tới trưa là ăn trưa với đối tác. Tới chiều cũng sẽ đi họp tiếp. Và tới tối cũng sẽ ăn tối với nhà đầu tư. Và kéo dài 2 ngày liên tục. Trời ơi, phải nói là mình thở không nổi và mình không có thời gian để ngủ luôn. Đừng có nói là hưởng thụ hai cái ngày ở khách sạn 5 sao. Mình cảm thấy phí ơi là phí, phí dã man luôn ấy. Nước hả? À, nước mưa nó xuống dưới. Nhưng mà nó ở trong đó là một cái museum, cái gì gọi là museum, mới nói gì? Museum cái gì gọi là bị bảo tàng. Nó sẽ có những cái mỗi năm, mỗi tháng, cái mấy tháng nó sẽ có một cái team mới. Thì nó sẽ thay đổi trong đó. Rồi về MBS bên đây thì phía bên đây là cái shopping mall, còn bên đây là cái hotel. Nó có ba cái tower. Thì cũng chưa lên cái hồ bơi. Chạy mệt quá, KB kêu lên hồ bơi chưa, lên hồ bơi chưa. Thì nói, thì nghĩ trong đầu, mình còn thấy cái hồ bơi hay nhất là nằm trên giường. Thì có thấy cái chữ ERP không? ERP có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó gọi là electronic gì đó. Có nghĩa là giống nó giống như là cái trạm thu phí gì đó. À. Nhưng mà ở Singapore nó nói gọi là everyday rock people, có nghĩa là xe đi ngang qua là tự động tự tiền. Ồ. Nhưng mà nó chỉ giờ cao điểm thôi. Hay vậy? Ừ. Hay mức vậy luôn hả? Ừ, có nghĩa là mỗi xe nó có cái IU. À. Mà bỏ cái thẻ vô nó là phải nạp tiền vô trong đó. À. Khi đi ngang qua đó là tới giờ cao điểm á, ừ, thì là nó sẽ bật lên, nó sẽ báo từ mấy giờ tới mấy giờ là nó trừ 1 đồng hay 50 cent hay. À. Xe hơi thì bao nhiêu, xe máy thì bao nhiêu. À. Ừ, mà nếu mà không bỏ thẻ đi ngang qua cái á, thì khoảng tuần sau nó gửi giấy về, nó là có thể là mày bỏ vô nhưng mà nó bỏ thẻ vô, hoặc là mày quên bỏ thẻ nhưng mà đường hành thì cũng phải phạt 12 đồng.